Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân, xuất phát từ thực tế là không thể có bên chiến thắng trong cuộc xung đột như vậy. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định, trong bối cảnh hiện nay cần phải ngăn chặn mọi cuộc đối đầu quân sự giữa các cường quốc hạt nhân, vì điều này tiềm ẩn nguy cơ thành cuộc chiến tranh thực sự. Quan điểm này cũng được các nhà lãnh đạo của năm cường quốc hạt nhân nhất trí hồi đầu năm 2022. Moscow nhiều lần đã khẳng định, chính sách của Nga trong lĩnh vực gian đe hạt nhân chỉ mang tính chất phòng thủ nhằm duy trì tiềm lực của các lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu và cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Cũng theo ông Lavrov, ở thời điểm này không có triển vọng đàm phán giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine. Trong khi đó, tờ Politico cùng ngày trích dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết họ có thể đã bỏ lỡ cánh cửa thúc đẩy đàm phán giữa Nga và Ukraine.